Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một cô giáo tại thành phố Hồ Chí Minh không soạn đề cương ôn tập cho học sinh vì phụ huynh không đồng thuận hỗ trợ cô mua laptop gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ đứng lớp với giáo viên này. Tối ngày 27 tháng 9, mạng xã hội bắt đầu truyền tay nhau những ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại được cho là trong một nhóm chat của lớp. Theo đó, đoạn tin nhắn có nội dung giáo viên chủ nhiệm lớp 4 là cô TPH của trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xin góp tiền hỗ trợ mua laptop. Khi không nhận được sự đồng thuận, cô tỏ ý dỗi hờn, thông báo sẽ không soạn đề cương cho học sinh. Một số học sinh sau đó phản ánh lại với bố mẹ về việc cô giáo đã cho học sinh học qua YouTube quá nhiều ở hầu hết các bộ môn, nếu học sinh nào chép bài không kịp sẽ phải bỏ. Thậm chí nhiều bạn không hiểu, hỏi lại sẽ bị cô mắng. Vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội đã trở thành một chủ đề hot với đa phần các ý kiến đều cho rằng đây là hành động phản cảm, phản giáo dục. Được biết lớp học này có 27 học sinh, mỗi học sinh đóng 500.000 đồng tiền quỹ lớp và toàn bộ tiền quỹ này đều do cô giáo chủ nhiệm giữ. Được biết, ban lãnh đạo trường tiểu học Trương Dương đã có buổi hòa giải giữa cô giáo và phụ huynh lớp 4 trên. Nhiều phụ huynh mong muốn chuyển lớp cho con hoặc yêu cầu nhà trường phải thay giáo viên chủ nhiệm. Sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 làm việc với lãnh đạo trường tiểu học Trương Dương và cô giáo TPH đã quyết định tạm đình chỉ đứng lớp cô giáo này. Nhà trường sẽ ký hợp đồng thỉnh giảng với một giáo viên bên ngoài để đảm bảo không làm gián đoạn việc học của học sinh. Các hoạt động học tập của lớp 4/3 diễn ra bình thường. Đồng thời, toàn bộ số tiền phụ huynh lớp 4/3 đóng góp đã được hoàn trả lại cho ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được thông tin sự việc cô giáo xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop. Đơn vị sẽ xử lý nghiêm những hành vi sai trái của giáo viên. Trên các diễn đàn trực tuyến, đa phần phụ huynh bày tỏ sự bất bình về hành động của cô giáo, cho rằng laptop là công cụ làm việc cá nhân của giáo viên, phụ huynh không có nghĩa vụ phải hỗ trợ cô mua sắm trang bị. Đồng thời, giáo viên không được trực tiếp quản lý sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh. Thứ nhất, laptop là công cụ làm việc của cá nhân cô. Cô bị mất thì cô tự sắm lại. Còn việc cô sắm máy in để tiện việc in ấn là do nhu cầu cá nhân của cô, không việc gì phải kể ở đây. Bao nhiêu người không có máy in, người ta cũng in tại máy trường hoặc ra tiệm in, có sao đâu. Thứ hai, cô nên viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục thì hơn, vì góc nhìn của cô không phù hợp với giáo dục rồi. Đâu ra chuyện vòi vĩnh không được lại giận dỗi như vậy. Làm nhà giáo mà tư duy như thế này thì cho ra khỏi ngành được rồi. Cô giáo nên chuyển sang nghề khác, không nên tiếp tục làm công tác giáo dục. Cô này nên chuyển ngành, không còn đủ tư cách làm giáo viên nữa. Thật buồn khi cứ đầu năm lại xảy ra tình trạng lạm thu như vậy mà không biết người đầu ngành giáo dục có hay biết hay không, và cũng thật đáng buồn lại có những giáo viên như vậy. Tư cách nhắn tin đã đủ thấy một con người không đứng đắn nghiêm chỉnh gì cả, là một giáo viên đại diện cho bộ mặt giáo dục trường, lớp mà như vậy, vòi vĩnh quà bằng được. Đâu ra cái chuyện vô lý, mất laptop cá nhân thì vòi phụ huynh quyên góp, phẩm chất không đủ thì nên ra khỏi ngành. Đây là sự việc đáng buồn, nhưng cũng cần nhìn vấn đề sâu xa hơn là hầu hết giáo viên hiện nay đều có đồng lương không đủ trang trải cuộc sống. Khi cuộc sống quá khó khăn sẽ khiến nhiều nảy sinh không mong muốn. Việc này cần phải nhanh chóng cải thiện để lực lượng giáo viên yên tâm công tác và cống hiến hết lòng với nghề. Lấy danh nghĩa xã hội hóa giáo dục, có trường nhờ hội cha mẹ học sinh vận động mua TV, máy lạnh, đèn, quạt. Giờ đến giáo viên xin thẳng phụ huynh tiền mua laptop và máy in, chỉ làm việc soạn đề cương ôn tập thì tôi cảm nhận cô giáo này quá xem thường chính mình và đạo đức nghề nghiệp nhà giáo. Mừng 70 năm kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề Hà Nội trong tôi, với mong muốn chia sẻ những hình ảnh của Hà Nội qua những năm tháng mang đậm dấu ấn của thời gian. 70 bức ảnh màu và đen trắng được trưng bày. Đó là những bức ảnh được chụp từ những năm 60 của thế kỷ trước, bám sát dòng chảy lịch sử của thủ đô. Triển lãm Hà Nội trong tôi được đặt trong không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm nhằm giới thiệu cho người dân và du khách đến Hà Nội về quá trình phát triển của thủ đô. Sinh ra tại nhiều vùng miền của đất nước, nhưng lựa chọn Hà Nội làm nơi sinh sống, công tác, nhiều người đã thể hiện tình cảm của mình với thủ đô qua các bức ảnh,
nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng cũng có một tình yêu to lớn như thế với Hà Nội. Hà Nội trong tôi là cái chủ đề xuyên suốt, không phải nhà nhiếp ảnh nào mà để nói đến Hà Nội mà dừng dưng không chụp. Cái mùa thu Hà Nội mà gặp ở trong ảnh này hơi bị hiếm, tức là mùa thu nó đã đẹp rồi nhưng mà có những lúc sương mù nó ánh qua ánh nắng mặt trời nó chiếu ngược, người đi trong nó sinh động lung linh vô cùng. Hay là cảnh Tết mà gói bánh chưng Tết ở trên đường phố Trịnh Công Sơn gợi lại cái Thăng Long cổ ngày xưa, nhưng mà may chúng tôi vẫn giữ được cái đó để sau này đến thế hệ sau nó không còn nữa thì nó vẫn hình dung ra cái Tết của Hà Nội, múa sư tử như thế nào, đi chợ Trung Thu sao, mua đèn ông sao, cảnh sinh hoạt nó vui vẻ lắm. Cho nên với người cầm máy là phải tranh thủ bằng mọi giá chụp giữ lại cái không gian, cái thời gian về nó sẽ sau này thời gian lùi xa nó sẽ là trở thành hình ảnh vô giá. 70 bức ảnh màu và đen trắng trưng bày trong triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi là những bức ảnh được chụp từ những năm 60 của thế kỷ trước, bám sát dòng chảy lịch sử của thủ đô. Triển lãm được đặt trong không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm nhằm giới thiệu cho người dân và du khách đến Hà Nội về quá trình phát triển của thủ đô, đồng thời tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến, anh hùng. Thì tôi được chọn 15 cái ảnh để bày trong cái triển lãm này là một cái tỷ lệ khá cao. Thế và tôi chụp có những cái từ cái thời kháng chiến chống Mỹ cho đến một số ảnh chụp trong cái giai đoạn đổi mới. Hiện tại là có một số ảnh khác về cái đời sống văn hóa của Hà Nội. Tôi không được có mặt tại Hà Nội cái ngày 10 tháng 10. Thế nhưng mà tâm tưởng lúc nào cũng nghĩ đến Hà Nội là cái nơi chôn nhau cát rốn của mình. Chứ cái tình yêu Hà Nội thì không thể nào tả xiết được cho đến bây giờ. Và những cái ảnh mà tôi đi chụp sau 40 năm làm công tác phóng viên nhiếp ảnh của báo Nhân dân thì tôi vẫn dành một cái thời gian nhất định để đi chụp những cái ảnh về Hà Nội. Triển lãm Hà Nội trong tôi do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Chi hội Nhiếp ảnh Báo chí, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp của Hà Nội mang đậm dấu ấn thời gian từ thời kỳ bao cấp tới đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua những cái bộ ảnh này thì mọi người sẽ tìm hiểu được về cái giá trị lịch sử, tìm hiểu được về những cái thời bao cấp cũng như là cái thời phát triển hội nhập kinh tế. Triển lãm Hà Nội trong tôi là tấm lòng của những người nghệ sĩ, nhà báo đang sinh sống tại Hà Nội, chụp về Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử. Đó cũng là lời tri ân tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến, nhân 70 năm ngày tiếp quản thủ đô. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đặc biệt là giải quyết những kiến nghị, đề xuất của trẻ em đã nêu tại diễn đàn hôm nay. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 diễn ra vào sáng nay tại nhà Quốc hội. Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 với sự tham gia của 306 đại biểu là trẻ em tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Đây là diễn đàn tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em của Quốc hội. Phiên họp không chỉ là nơi để chúng em được bày tỏ những nguyện vọng, những ý kiến về các vấn đề liên quan đến trẻ em, mà đây còn là nơi ươm mầm bao ước mơ, khát vọng, là nguồn động lực to lớn thôi thúc chúng em cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện. Được trở thành đại biểu tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2, thông qua các buổi tập huấn, thảo luận tổ, em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích về Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Em đã trang bị cho mình thêm nhiều kỹ năng kiến thức về việc hoạt động nhóm, tổng hợp và trình bày ý kiến.
em sẽ lan tỏa thông điệp của Quốc hội đến tất cả các bạn trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi em đang sinh sống. Phiên chất vấn giả định tập trung với hai vấn đề nóng là phòng chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường, đã thu hút 268 đại biểu trẻ em đăng ký chất vấn. Những ý kiến đề xuất của các em nhận được sự đồng tình ủng hộ của các bộ trưởng đương nhiệm như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Phát biểu tại phiên họp giả định, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hoạt động này, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và ra soát để hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em, rà soát hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là giải quyết các kiến nghị đề xuất của trẻ em hôm nay, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dành sự yêu thương, chăm lo thật sự cho các em, bảo vệ các em mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng thế hệ tương lai, phát triển toàn diện, đức trí, thể mỹ, Cộng sản Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ đạo Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương và các cấp đoàn đội cần tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nhiều chương trình hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em và phát huy tôn trọng quyền tham gia của trẻ em trong đời sống xã hội.